Noel đến rồi mà không có ai để tặng quà, không có ai để cùng mình hòa chung vào bầu không khí Noel. Ngồi xuống đây, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những phút giây vui vẻ để bù đắp lại khoảnh khắc cô đơn ấy. Và chào mừng em quay trở lại với channel Pop Rock, và chào cả chị em luôn. Thứ bảy đã đến rồi, và đừng bao giờ để hiệu ứng Noel cặp đôi ngoài kia làm các bạn phải buồn, vì chúng ta đã có TTCC. Ok. À nhưng mà khoan, từ từ đã. Tôi có 3 trái tim. Tôi có TTCC. Tôi mất đi 3 trái tim, tôi sẽ chịu một hình phạt của các bạn. Ok, hôm nay ai cười quá 3 lần, người ấy thua. Thua thì phải like video và like kênh cho tôi nhá. Ok, bắt đầu này. Nếu nhà bạn có nuôi chó thì sẽ như thế nào? Chưa giao thừa mà pháo hoa nhà ai nổ to thế nhỉ? Ai mà cười người đấy sẽ không bị phạt đâu, người đấy sẽ xuống địa ngục. Cái lẩu này nếu các bạn không chơi thử thách á, tầm 4 thôi là đã tăng cái bụng luôn rồi. Mình nghĩ là các bạn đi đâu ăn vui rẻ hơn, thử thách thì không có nổi đâu. Toilet. Tôi nghĩ đây là hai chuyên gia thẩm định của Michelin gửi tới trái đất để thẩm định tất cả các nhà hàng. Nói thật, ai mà mở nhà hàng mà gặp phải hai vị khách này chắc đóng cửa sớm nhỉ. Vị khách bên trái vừa đến đã hello bà già thì tôi cũng không muốn tiếp. Thế còn vị khách bên phải thì tôi không biết xưng hô như thế nào cho đúng. Anh bạn à, đừng như thế, mạnh mẽ lên, gồng lên, đừng chú đít ra như thế. Của tôi mà cũng có cái âm thanh như thế này thì thật là tuyệt vời. Tôi có thể chọn cái tiếng này thay vì tiếng động cơ xe của tôi các bạn ạ. Tuyệt vời. Đó, miên theo rất dễ hóa lộ, khó nắm chứ vào mồm. Do tôi phát minh ra cái quả. Nếu bạn chưa sở hữu một chiếc mồm duyên dáng với những câu nói đi vào lòng người thì nên sử dụng đôi đũa này nhá. Nó sẽ giúp cho bạn không nói được nữa. Cũng là một cách để bớt tạm nghiệp. Ok. Oh. Wow. Wow. Đây là chiếc xe tôi cần khi tôi nhìn thấy chiếc xe của mình. Nó thật các bạn luôn. Riêng tầm này chó không bao giờ phải bạn tôi nhá. Nó còn phải dán lên xe của tôi nó mới chịu được. Nó phải dán lên đầu xe của tôi thì mới chịu được. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Quà tặng cuộc sống. À, thủ công thời 4.0 à? Bạn này chắc 10 điểm thủ công rồi. Ứng dụng khoa học vào đời sống đấy. Ấy à, được quá nhỉ? I said, how the hell you gonna oop with snoops in the fucking lane drip with noops if you ain't got no poop with snoops? What? The poop with snoops is the fucking the... Ê, và tôi đã nghĩ đây là một video bình thường cho đến khi tôi thấy thằng này nó cầm tay lên móng. Căng quá nhỉ? Gà phun kháng hỏa các bạn nhá. Quay con gà, gà thật à? Gà to thế. Ai à? Ai à? Ai à? Ai à? Thế nhỉ? Quên! Tôi quên mất ấy. Ok, trừ một trái tim. Cay thực sự.
Chắc là người chơi VIP 12 rồi mới có được kỹ năng đỉnh cao như thế các bạn ạ. Nhá, người ta phải luyện tập rất nhiều, đó chính là luyện tập khả năng lạp thẻ. Uầy, đúng kiểu tàn nhưng không phế nhờ. À, thì ra đây là một video quay lại cái hình ảnh chơi game ở Bình Dương. Bình Dương thú vị nhỉ, tuyệt vời đấy. Tôi ước gì tôi có thể một ngày 24 giờ được sống ở Bình Dương để cảm nhận tất cả những cái điều mà trên thế giới này chỉ có ở Bình Dương mới có. Zhao Ling Kung Fu hào à, chân đi hào. Zhao Ling Kung Fu bang à, chân đi bang. À, tôi biết là đây là cái ghép mặt tôi. Nhưng mà phải nói là hình như đây là bộ phim của Châu Tinh Trì. Sau đấy người ta dùng cái phần mềm AI để người ta ghép mặt Messi và Ronaldo vào. Nhưng mà phải nói là quá đẳng cấp luôn. Và đến một cái thời điểm khi mà cả Messi và Ronaldo đều có thể hát tiếng Trung một cách trôi chảy như thế này, thì chắc là lúc đấy người Trung Quốc là xâm chiếm trái đất. Tôi nghĩ là có thật đấy các bạn ạ. Sau đó hai anh là rũ bỏ hiềm khích, đấy, quy y cửa Phật. Lúc này là một lòng hướng Phật thôi nhá. Ok, đội bóng thiếu lâm mà có cả Ronaldo và Messi thì vô địch thế giới. Trung Quốc lại một lần nữa lên đỉnh. Bên kia hướng ngoại, bên này hướng nội, bạn hiểu chưa? Đấy. Uầy, quá giỏi. Trời ơi. Trọng tài kiểu ê, tập quân ạ. Hoặc là mày trao huy chương vàng cho tao, hoặc là mày đăng xuất, chọn đi. Ông trọng tài ơi, chạy đi, tôi vừa pause video lại rồi. Ông chạy đi. Ok. Bạn thấy chưa? Lòng tốt luôn xuất hiện xung quanh chúng ta. Tôi đã vừa làm một cái hành động vô cùng nhân văn, đó chính là bao dừng cái video lại để cho ông trọng tài có thời gian chạy thoát được các bạn ạ. Được. Các bạn ạ, nhìn cái hình ảnh này tôi thực sự biết được cái cảm giác sung sướng của người anh trong video này. Nhưng có một điều sung sướng hơn là các bạn biết là gì không ạ? Đó chính là tôi được nhảy lên cái đống chăn này. Cũng là một gạt uầy. Mềm, nó êm. Mbappé. Băi. Nau. Se joci bine de asta. Te-am speriat, scuzi. Se joci bine. Chưa cười nhá. Ở lại chơi hay nghỉ đây anh ơi. Chơi hay nghỉ đây. Bạn ơi, tôi pause video lại rồi. Bạn quay lại đỡ đòn đi. Chán bạn lắm. Ôi da. Không nhìn rõ được. Vâng, ánh sáng của nền văn minh nhân loại đấy các bạn nhé. Vâng các bạn ạ, đây là tôi. Còn đây là Crush. Thế còn cái chỗ này là ánh sáng tỏa ra từ nụ cười của cô ấy. Vậy, gì đấy? Ô, cái xe này hay nhỉ? Ô, thú vị nhỉ? Ô, hay nhỉ? Wow. Rồi. Cuộc sống nhiều gập ghềnh trong gai nhưng tôi lại là người cố chấp. Ok, vừa rồi.
đã xong cái chuyên mục mà ba trái tim thử thách lòng can đảm, mà tôi mới chỉ cười có một lần thôi. Các lần sau rồi tôi đã đều kiềm chế được. Thế nên là, nhưng mà ông vấn đề là ông nào mà thua thì vẫn cứ phải like cho video và đăng ký kênh Quadro này nhá. Và ở phần cuối này, quay trở lại với TikTok đi, anh em mình sẽ đến với một cái phần khác. Cái phần này thì không có liên quan gì, thế nên là tôi sẽ không để ba hình trái tim nữa. Đây là những video ngẫu nhiên mà các bạn gửi cho tôi. Đấy, và tôi đã chọn ra những cái video mà tôi cảm thấy là nó thú vị nhất để anh em mình cùng nhau xem. Và đa số thì nó đều ở trên TikTok các bạn ạ. My life, my rules, my style, my attitude. You love me or hate me, I don't care. But... Wow, người đàn ông khỏe nhất nhà. Anh ấy bê hẳn một cái máy bay luôn. Không các bạn ạ. Không phải ghép đâu. Đây không phải video ghép đâu. Tôi nghĩ là người Ấn Độ thực sự là họ có cái khả năng đến cái mức đấy đấy. Ông nào bảo là ghép thì đi khám lại mắt đi nhá. Tôi thề luôn, đây không phải là video ghép. But don't play with me. Đấy các bạn nhìn đây này, máy bay trông nó rất là thật nhá, nó còn chuyển động được cả cánh này. Đấy, bay trên trời mà không có bóng đổ ở dưới đất thì tôi thấy nó cũng là rất là thực tế mà, đúng không? Nha. Yeah. Rồi ôi đời. Tôi bảo rồi, còn đây không phải video ghép. Đấy các bạn nhìn đoạn cuối này. Đâu rồi? Đây, từ từ để tôi. Đấy. Đấy các bạn nhìn đoạn cuối chưa? Các bạn nhìn lửa chưa? Đấy, lửa ở bên Ấn Độ nhá là nó sẽ phải thẳng thẳng như thế này. Đấy, nó phải cắt thẳng như thế này thì đấy mới gọi là lửa chuẩn. Chứ còn lửa mà nó kiểu tự nhiên quá thì đấy không phải là lửa chuẩn. Tôi có thể đảm bảo với các bạn luôn, đấy không phải lửa chuẩn. Đấy, đây này. Đấy các bạn thấy chưa? Hai cái xe này đấy. Ông nào bảo xe này xe ghép thì xem lại bản thân nhá. My attitude. Đấy, đây này, cắt một phát máy bay thẳng như dùng kéo cắt luôn, các bạn thấy chưa? You love me or hate me? Đấy, chim đấy, các bạn thấy chim chưa? Chim cò nó cũng khá là ok nhá. Đấy. Lông lá này. I don't care. But don't... Người đẳng cấp người Ấn Độ đấy. Thả tim, thả tim, thả tim. Thả tim, thả tim, thả tim, thả tim. Thả tim đi, thả trái, thả bên phải luôn này. Đấy à. Ông Hoàng Hashtag à? Căng quá nhỉ? À mà đến đoạn này là tôi đã bỏ ba cái hình trái tim đi. Tức là anh em mình không áp dụng luật vào đây nữa nhá. Chỉ ở đoạn đầu thôi, ok? Không các ông lại hiểu nhầm. Tức là tôi chưa thua đâu. Tôi thề với các bạn, đây chắc chắn là Kakuremino no Jutsu. Ẩn thân chi thuật. Trốn công an, tôi chuyển sinh thành ninja làng lá. Check the mic and make sure it sound right, boys. Wow. Tôi nghĩ là sau kỳ World Cup vừa rồi, anh chàng này đã bán đi tất cả mọi thứ, kể cả quả bóng anh ấy có. Nhưng rất may mắn anh ấy vẫn giữ lại chú gà này để thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng. Bây không còn phải đá bóng mà là đá gà nghệ thuật. Wow. Tôi đã thực sự nín thở trong pha này. Wow. Triệu like đấy. Đúng là con người không có giới hạn nhỉ? Không có giới hạn luôn. Và nếu như các bạn thấy pha này của anh chàng này đỉnh thì có thể nhấn like cho cả video của tôi nữa. Tại vì tôi là người tìm ra video này, thế nên là bằng một cái cách bắt cầu nào đó thì tôi cũng khá đỉnh. Đừng, 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 đừng. Tôi vừa pau video lại để cho con muỗi này nó có thêm khoảng thời gian để nó có thể lắng đọng lại trong tâm trí và suy nghĩ lại trước khi đưa ra hành động cuối cùng. Ôi, nó nhảy! Nó nhảy xuống kìa! Ôi! Tôi nghĩ là ở trận chung kết, con muỗi này là fan của đội tuyển Pháp các bạn. Buồn lắm. Thương lắm. Nhưng tôi là fan của Argentina. Bắt đời heo luôn.
chơi với bạn gái trước mặt mình à? Đánh cho một phát vào đít nhá. Thực sự là đến một cái ngày nào đó mà con người có thể tạo ra được một cái vật liệu để làm nên một chiếc xe ô tô kiểu kiểu như này thì tôi thấy là nó cũng tốt, bởi lẽ là nó sẽ không bị hỏng. Và khi mà giả sử hai chiếc ô tô nó có chạm vào nhau thì nó cũng sẽ không bị vỡ hay gì đó, mà nó sẽ giống như kiểu hai quả bóng bay ấy, nó đấy nha, giảm thiểu thiệt hại mà. Ý tưởng hay đấy, like cái. Rồi ok, và video sẽ kết thúc ở đây. Ở phần 1 tôi đã có một thử thách nho nhỏ cho bản thân, đó chính là tôi sẽ nhịn cười và không được cười quá 3 lần. Và tôi đã làm được, chỉ cười đúng một lần duy nhất mà thôi, đó là nụ cười trong vô thức. Và tôi đã vượt qua được thử thách. Nếu bạn nào cười quá 3 lần thì tự giác nhấn like cho video này và đăng ký kênh Pop Bro nhé, để ủng hộ tôi sớm đạt được 1,6 triệu người đăng ký trước Tết này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và cảm ơn mọi người thêm một lần nữa vì đã lựa chọn xem video của tôi trong rất là nhiều những video có trên YouTube và các nền tảng khác. Sắp đến Noel rồi, tôi xin chúc tất cả mọi người sẽ có một cái khoảng thời gian vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình cũng như là những người thương yêu. Còn bây giờ thì tôi sẽ dừng video này tại đây. Ok, bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.